Hết vậy con tạc á. Sao con tạc chú làm chi vậy? An ơi, mấy giờ rồi? Dạ mấy giờ rồi An? Bây giờ ba đi làm coi. Không được đâu ba, ba ở đây đi, ba bị bệnh, ba đi làm là không sống đâu. Ba mà không đi làm xếp tài giết ba. Không được đâu ba, không được đâu ba. Ba đang bị bệnh nặng mà ba còn đi làm là ba chết luôn á ba. Ba không được, con bóp cổ ba mới chết á. Chú Tùng ngoan, chú Tùng đừng có đi làm. Chú Tùng mà chết á là mẹ con khóc nhiều lắm ba. Ôi, chú phải đi làm thôi. Không, chú Tùng đi làm. Trời ơi, đi làm. Chú Tùng đi làm. Hồi nãy không chết, bây giờ mới chết nè. Không đi làm đâu. Gì hết, tất cả mọi tội lỗi hãy trút lên đầu tôi đi. Chưa bao giờ một không khí tan tóc lại bao trùm công ty chúng ta như thế này. Là một mất mát to lớn không thể nào bù đắp của công ty chúng. Bình tĩnh. Giây phút này chúng ta phải nén thương đau, không được rơi lệ, hiểu chưa? Dạ. Chúng ta hãy cùng nhau niệm Phật, cầu nguyện cho hương hồn anh ấy về nơi thiên đàng. Dạ. Dạ, tụi em ráng nén. Dạ, dạ, xin lỗi sếp. Alo. Cái gì? Trời đất ơi, có chuyện gì không làm cũng xong nữa. Vậy là chết rồi. Chết thiệt á. Công ty tôi tới lúc đại hạn hay sao? Có ai chết nữa hả? Dạ, không phải sếp ơi. Mà là chuyện vậy nè. Em kêu hai đứa cầm hai cái vòng hoa tới đây viếng nè. Mà bây giờ tụi nó đưa lộn căn hộ rồi. Hả? Sao? Bây giờ ơi, tự khi khẩu ghi không, đem tới nhà ta tới viếng. Rồi ta đè ta đập quá trời kìa. Vậy bây giờ sao? Chết rồi, không có vòng hoa làm sao mà thành kính phân u. Rồi bây giờ sao đây? Gọi gấp cho tôi, đem tới hai cái bánh kem. Dạ. Ê, trời ơi, sếp ơi, cái nữa. Đám ma đâu phải gì sinh nhật đâu, đã bánh kem.
Bây giờ sao? Sếp ơi, hay là bây giờ ông ấy mình về đi, rồi bữa khác mình tới mình cúng ảnh nha sếp. Đâu có được, lỡ hôm nay ngày tốt người ta động quan luôn thì sao? Trời ơi, bây giờ sao vậy? Bây giờ sao? Ông Trọng ơi, dạ ngay lập tức bây giờ cậu gọi điện thoại đem hai dòng hoa khác đến cho tôi nhanh lên. Dạ em còn liền đi, làm liền đi. Tôi làm chị hết rồi. Anh Tài ơi, sao rồi? Sao tôi không có nghe đám tang mà chấm quen gì hết trơn vậy? Hay là người ta đưa đi chôn rồi hả anh? Hương ơi, Hương đừng khóc, Hương hãy nén đau thương lại. Làm sao mà tôi có thể nén được? Tôi đau lắm. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho anh ấy lên thiên đàng sớm đi. Anh Tài ơi, tôi phải làm sao đây hả anh Tài? Thầy Phong Mỹ nói cái số của tôi đâu có sát thương không mà tại sao kỳ á? Tôi phải sống như thế nào đây hả anh? Chuyện gì mà khóc bù luôn bù loa vậy? Giùm tôi đi anh Tài, ai là người tung tin ác độc như vậy, ác mồm ác miệng như vậy, dám nói anh Tùng chết rồi hả? Anh điều tra ra cái kẻ nào mà tung tin ác mồm ác miệng như vậy đó, anh làm ơn anh đuổi việc liền cho tôi nghe chưa? Hương yên tâm, tôi sẽ điều tra ra và sẽ đuổi anh Hùng bàn phím đó trong vòng 60 giây. Làm liền đi. Cô phải không? Dạ. Phải cô không? Dạ sếp ơi, sếp bình tĩnh nghe em nói nè. Thiệt ra là cái tin nhắn mà em đọc mà anh Tùng chết là của anh đưa cho em đọc mà. Cậu phải không? Dạ, em đâu có biết đâu. Cái tin nhắn em đưa cổ đọc là đúng, nhưng mà cái tin nhắn đó là sếp chuyển qua mà. Cái gì? Là chính anh đó hả anh Tài? Tôi chuyển nhưng mà từ cái điện thoại của cậu Tùng. Là sao? Không để tự tôi đi nhắn tin là tôi chết. Đúng rồi, vô lý vậy. An, ngồi lại. Ha, lại ông con ở bụi này ha. Con nhắn đúng không? Dạ. Con nhắn đúng không? Dạ. Tại sao con làm vậy? Tại tối hôm qua con thấy tin nhắn ham dạ của bác Tài. Con sợ ba Tùng bị đuổi việc nên con mới nhắn là ba Tùng chết. Trời ơi, con sợ con đưa ba đi luôn à. Đó, cũng là anh Tài ơi. Tại sao anh làm sếp mà anh ác quá vậy? Anh không tìm hiểu sâu sát đến nhân viên. Anh biết nhân viên người ta bị bệnh thì anh phải cho người ta nghỉ việc để người ta nghỉ dưỡng, phải không? Có đâu mà anh gây áp lực như vậy để đến nỗi mà người ta muốn tự giận chết luôn đó. Dạ xin lỗi. Alo. Hả? Cái gì? Tới rồi hả? Ê, chờ chút. Chết rồi. Ai chết vậy? Mở cửa. Đừng mở cửa. Dạ. Chết rồi sếp ơi. Ai chết? Không. Hai cái vòng qua phun điếu tới trước cửa rồi kìa. Trời. Nè, tôi nói trước rồi nha, tôi không có chấp nhận hai cái vòng qua đâu. Đem về nhà mấy người chưng đi nha. Bây giờ sao đây? Ngày mai tôi muốn có một cuộc họp với sếp tao. Hương ơi, chết Tài rồi.